em để em nấu cái món gì mà chưa giờ em về cái em ăn xong em quên nấu, em không có thời gian quay phim. Cái này nấu canh hẹ mà xào cũng ngon. Này xin ra bỏ vô đi nó. Đi sao đưa chị hai đi. Cầm hai tay, cầm hai tay luôn, đổ nè. Một đám là hái được sơ sắc xong rồi đó. Cái này bên Mỹ không có. Bên Pháp ở vùng biển không có, chỉ có trên rừng. Bên Đức có quá trời luôn. Giá là thiếu đi khỏi xem xét ra đi. Ồ, vậy thì em đi mình mà. Giá thôi xem. Nè, anh chị em rồi cho ăn thôi, không về cho mới về xào nha. Vậy xào với lại thịt bò nha. Này xin đây bỏ vô. Xin đưa chị hai đi. We are team boys. Thôi lên đi. Lên đi chị qua cái đám khác. Cái đám này hết rồi, cắt hết rồi đó. Nè, quá trời luôn nè. Cảm ơn các anh các chị, các cô chú đã còn đang xem em Hiền hái à. Hái rau nha. Đợt quá trời luôn nè. Xin ra coi chừng em mẹ nó. Cái này vài bữa á, bông á, vài bữa cái bông nó mọc á, nó nở ra, cái nó gió nó bay lên á, cái hạt giống nó nở ra nhiều á, cái năm sau nó mọc nữa. Giống như bầu mua hai bồ công anh vậy đó. Này chúng ta đưa chị hai đi. Ai mướn em Hiền về làm nông thôi, em Hiền làm được hết trơn đó nha. Hồi xưa là đi học biết bằng cỏ đó nha. Ở nhà đi học và biết bằng cỏ rồi mới đi học đó nha. Mướn em đi cái lúa giống buồn buồn vậy đó. Đừng chần mà không mướn làm thư ký nữa là đi về bển coi ai mướn không cắt lúa không. Gì để đọc comment mọi người nha. Ôi trời ơi, tắt mic này giờ hả? Thôi để mình gắn tai nghe vô cho nó chắc. Nãy giờ mọi người nghe em nói chưa? Sorry đi cả nhà nha, nhờ cảm ơn anh đã nhắc em nha, nãy giờ em không để ý nữa. Xong. Xin ra lụm phụ mẹ đi con. Nãy giờ hờ quên. Lá tỏi hả? Xào nấu canh hay là nó nhúng lẩu hay là nấu thịt bò cũng được nữa nè. À, cái bông bây giờ nó có nè, giống như bông hẹ vậy nè, ăn được, nhưng mà khi nào nó nở là không có ăn được nữa. Ở nhà em không thấy đường đọc comment. Đi ra đi con. Đừng gớt điện thoại mama. Quá trời luôn nè. Nhìn nó bị rối mắt, không biết hái chỗ nào luôn á.
Hãy đọc comment các nha. Cảm ơn các anh các